Chào anh em, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS tin nhắn tổng đài. Đấy, thì những clip trước tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo, trên Viber, trên Kakao, Messenger, trên Facebook. Thì anh em nào có nhu cầu phần mềm nào thì anh em qua kênh, anh em xem lại, đấy, xem trực tiếp. Đấy, tôi hướng dẫn rất rõ ràng, anh em qua kênh, anh em xem. Đấy, thì ở clip này tôi sẽ giới thiệu kỹ cho anh em cái cách chơi và cách sử dụng cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS. Đấy, thì trước khi test phần mềm tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây này. Đấy, thì đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì trên màn hình các bạn đây là hai máy điện thoại anh em nhé, đây là máy iPhone này. Đấy, đây là máy Xiaomi anh em nhé. Thì rất nhiều anh em hỏi là cái máy iPhone có sửa không, máy Oppo có sửa không, máy Xiaomi có sửa được không. Đấy, thì cũng nói luôn cho anh em là tất cả đều có thể chỉnh sửa hết, kể cả máy cục gạch anh em nhé. Đấy, thì thông báo cho anh em thì sau đây tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn vào cái máy iPhone này anh em nhé, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp. Đấy, còn cái máy Xiaomi này tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn, sau đó tôi ok lại. Đấy, để 1-2 phút sau tôi chỉnh sửa. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi vào cái máy iPhone này một cái nội dung tin nhắn anh em nhé, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp. Đấy, em đợi một chút tin nhắn đến anh em nhé. Đấy, tin nhắn đến rồi anh em này, tôi sẽ mở ra này. Đấy, anh em xem này, 1-1-2-2. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp thành số khác anh em nhé. Đấy, anh em xem cái sự thay đổi của nó này. Đấy, thành 8899 anh em nhé. Đấy, thì đấy là tôi đã chỉnh sửa trực tiếp cho anh em nhìn thấy cái hiệu quả của cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này. Thì bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội số nội dung tin nhắn vào cái máy Xiaomi này. Đấy, sau đó tôi ok lại để một vài phút sau tôi chỉnh sửa cho anh em thấy cái hiệu quả của nó anh em nhé. Đấy, anh em đợi một chút tin nhắn đến. Đấy, rồi tôi ok lại. Đấy, tin nhắn đến rồi anh em này. Tôi sẽ mở ra nhé anh em nhé. Đây anh em này. Lô 44566 nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ ok lại. Lô 445566 ok lại này. Tôi sẽ ok anh này. Đấy. Đấy, em này. Rồi tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy là khi chỉnh sửa này, đấy, bên máy chủ lô nó sẽ không sáng đèn anh em nhé. Đấy, khi chỉnh sửa bên máy chủ lô không sáng đèn. Đấy, bây giờ là 2 phút 39, tôi sẽ để 4 phút. Đấy, tôi để thời gian cho thoải mái. Đấy, rồi tôi chỉnh sửa. Thì anh em nào có nhu cầu cài đặt phần mềm, đấy, anh em liên hệ trực tiếp 0916 51 tứ quý 4 để được tư vấn hỗ trợ cài đặt. Đấy, với anh em ở bên nước ngoài, anh em không về được thì trung tâm có những đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao cấp nhất để xâm nhập mà anh em cài phần mềm cho anh em. Đấy, với anh em ở trong nước, đấy, khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở, anh em test phần mềm trực tiếp và cài đặt phần mềm trực tiếp. Đấy, với anh em ở khu vực miền Bắc, anh em qua bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, anh em vào cơ sở, anh em test cài đặt phần mềm trực tiếp. Đấy, ok theo như muốn của anh em thì anh em mới phải chuyển phí cho bên trung tâm anh em nhé. Đấy, lưu ý với anh em, với anh em ở bên nước ngoài không về được thì chúng tôi cài từ xa. Đấy, xâm nhập mà anh em cài. Với anh em ở trong nước thì anh em lưu ý anh em lên trực tiếp. Đấy, gặp chúng tôi có thể chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chơi làm sao cho hiệu quả nhất anh em nhé. Đấy, bây giờ là 3 phút 51 này. Đấy, tôi sẽ để là 4 phút tôi sẽ chỉnh sửa. Đấy, vì cái bảo mật cho công ty cũng như cho anh em cái phần mềm thì tôi không thể cho anh em xem cái phần mềm được. Đấy, anh em có quan tâm thì anh em kết bạn Zalo vào số này thì tôi sẽ cho anh em xem phần mềm trực tiếp. Đấy, bây giờ đã qua 4 phút 11 rồi. Bây giờ tôi bắt đầu chỉnh sửa anh em nhé. Thì thao tác chỉnh sửa cực nhanh. Đấy, anh em chú ý bên máy chủ lô không sáng đèn này. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này.
tôi sẽ sửa thành 66 thành 99 này anh em nhé. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Đấy, ok anh em chú ý với cái máy này không sáng đèn. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở ra anh em nhé, tôi sẽ mở ra này. Đây anh em này, tin nhắn này. Đấy, 66 thành 99 này, thời gian 12 giờ 22, hoàn toàn trùng khớp anh em nhé. Đấy, 66 thành 99 anh em nhé. Đấy, với cái công nghệ cao cấp như hiện nay, anh em nào có sân chơi, tạo được sân chơi, đấy, anh em giành chiến thắng. Với anh em nào chót thua tha về cái tệ nạn lô đề, anh em dùng cái công nghệ này của chúng tôi, đấy, đảm bảo cam kết cho anh em sẽ giành chiến thắng anh em nhé. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS. Cảm ơn anh em đã xem clip.